Vâng, bây giờ đến ở thành phố Osaka, ai đã đến thành phố Osaka mà không đến nơi đây thì cũng coi là chưa đến thành phố Osaka. Đây là thủy cung ở Osaka, ta bước tới thăm. Tựa như công viên nước Hồ Tây, nhưng mà đây là có đường đi xuống dưới thăm cá. Mới chưa thì cung ở Osaka nhé. Hôm nay thời tiết không nắng lắm, cũng phù hợp cho một chuyến du lịch. Osaka thì toàn nhà là nhà thôi. Ở đây cũng ít cây xanh thôi. Còn các nơi toàn nhà và người. Cái cách du lịch tốt nhất ở đây là đi bằng tàu, tàu điện ngầm nó kết nối mọi nơi. Cái ô tô thì cũng có. Xe máy thì hầu như là không gặp một xe máy nào. Ở đây đây mặt trước thì cùng bạn lại nhìn thấy con cá mập to tướng kia rồi, kia là cá mập. À, phải ra xếp hàng đây hả? Ở đây các bạn nhìn đằng sau có máy vòng quay à? Đấy, vòng quay như ở Hồ Tây. To đấy, rất là to luôn. Đây các bạn xem quang cảnh nhé. Đây mặt trước của thủy cung, người đến đây rất đông. Kia có dòng chữ Nhật Osaka Aqua Room Kaikan. Và
Đây là hai hướng dẫn viên du lịch, một người Việt Nam và một người Nhật Bản đây. Vâng, hai bạn chào khán giả đây. Xin chào. Xin chào. Rất là đông đúng không? Còn rất nhiều luôn. Vâng, ta đã qua cửa soát vé. Thời gian mở cửa từ 9:30 đến 20 giờ. Anh nhớ bước nó bắt đầu bước vào thì cung nhé. Con này con Sam này. Vâng, xin chào mọi người. Đang bước vào thủy cung, thấy thằng máy rất là dài. Đi bước đang bước vào thủy cung, vừa rồi đã xem qua một khung cảnh nhiều loài cá. Bây giờ ta nên bên này là vào chỗ chính. Vâng, ta cũng đi. Đây là cái khu núi tự nhiên. Có nước thì có khả năng là nước nhân tạo. Cái tai của nó trong này nông tai.
Hai cậu. Hai cậu đang đang siết. Đầu tiên tưởng con cá mập nhưng mà hải cẩu. Đúng không? Đấy là nghịch. Con này còn khác con này. Thế không phải hải cẩu. Hải cẩu. Hải cẩu rất tinh nghịch. Nước rất trong. Thỏ. Thỏ nhỉ? 80 cân. Wow. Rất nhiều nhỉ. Nhảy. Nhảy đấy, nhảy, nhảy đấy, nhảy. Đi xem tiếp. Và rất là nghịch ngợm. Ôi trời. Ôi tôi là còn nghịch cơ. Ây da. Tụi cậu nó nặng 70-80 cân ấy. Rồi ngục xuống. Cho bẻ này thì chúng con đi nhỉ. Để cá biển hết. Có những chú cá rất là kỳ thú. Thôi ta lại đi tiếp. Đây cá chim nhé. Đây cá chim. Con chim, chim biển. Cái này mình nay giờ trở thành nước ngọt, đầu tiên nước mặn xong nước nọ chuyển thành nước ngọt. Chỉ gọi là chim thu nhu đá nên cá chim này. Đây là cá kiếm. Chuyên ăn thịt bò. Con này chục cân. Ủa, cái gì đây? Không. Con này cái gì đây? Ôi trời ơi con này thế này. Đây giống cái chim này. Đây mấy con trai này giống chim. Không, chưa quay cái này. Con này là chim. Con này là con chim nhỉ? Cứ lẻ ra. Cái chả nè. Đây là cá chim. Đây nào là cá chim như chim nhỏ. Xong cực. Bây giờ về được cả Nhật Bản rồi.
Thế là mình không có à? Không, mình không có được. Không có được. Thì không ở trong không có. Không có. Rồi, đây là những chú chim canh cụt. Nó sống nó ăn cũng bằng cá mà. Cái máy rất kiểu nó chỉ có ở Nam Cực bây giờ, ở đâu cũng có thôi. Nhiều lắm, nhiều mà nhiều. Say sang cái kia nữa. Nhiều luôn. Một đàn chim. Dưới có ăn gì? Dưới có chim. Không, không, không có gì. Trong chân chân. À. Đây là cam vật. Đây là cá heo. Để cho người huấn luyện. Trong này 6-70 cân. Sao được ăn liên tục thế nhỉ? Kiểu mỗi một lần à. Chú cá heo hàng tạ. Đi. Quay rồi. Rồi. Cá heo. Lời quan đến còn gì? Cái con này đi tôm bao lần. Đây là con sam, vẫn con sam cả.
Thì là hai con đúng không? Hai. Quay hai con đi. Đi theo là một đàn cá dọn là mấy tạ. Thế để cá voi hoa. Mỗi điều là cái nước đây nó hơi đục. Ừ, con này về. Con này về. Con này về 5 tạ. 4 5 tạ. Này có phải bán bao nhiêu? Cái sứa thì dưới đều to à? Dưới có cái sứa nào? À, cái con to to đấy. Đấy, cái sam. Đấy, con sam dưới kia là to nhất. Ờ, rồi, rồi. Đi. Đi.